Con là Hemophilus influenza ha. Thì các em cũng tương tự như hồi nãy tả vậy đó, tức là mình cũng coi họ ở đây á, cái con này á, thì về hình dạng thì nó là trực khuẩn tham âm nhưng mà nó hơi ngắn hơn so với những cái con vi khuẩn khác, do đó người ta thường người ta gọi nó là cái dạng trung gian giữa giữa cầu khuẩn và trực khuẩn, ta gọi là nhóm cầu trực khuẩn tham âm. Về kích thước thì nó cũng dao động khoảng 0.2, 0.3 nhân 0.5 đến 2 micromet. Như vậy cấu trúc con này thì có bao nhiêu thành phần đây? Tổ trưởng tổ 7 lớp N coi. Cho cô biết coi, cái cấu trúc của Hemophilus này có bao nhiêu thành phần em? Không có tổ bảy cô ơi, Hả? Là sao em? không có tổ bảy, có từ 1 đến 6 thôi cơ. Tổ 6 đâu, tổ trưởng tổ 6. Dạ em nghe. Cho cô biết coi cái cấu trúc của Hemophilus này có bao nhiêu thành phần đấy em? 7 thành phần cô. 7 thành phần là sai rồi. Tính luôn thành phần không lông không bầu tử, 6 thành phần. Nó có thể 6 hoặc là 5. Ví dụ nhất, thứ Dạ. nhất là nó không lông, không bào tử và có thể có nang hoặc không. Như vậy là nó chỉ tối đa là 6 hoặc không là 5 thành phần ha. Không nang là không, là có 5 thành phần thôi. Có bao nhiêu loại kháng nguyên em? Có bao nhiêu loại kháng nguyên nào? Từ đây cho cô biết bao nhiêu loại kháng nguyên. Có một loại kháng nguyên luôn, là kháng nguyên vỏ. Kháng nguyên ở đây thứ nhất là không lông là không có H, đúng không? Không có nang hoặc là không, tức là có K hoặc là không có K. Nhưng mà nó có vách thì nó sẽ có kháng nguyên O. Được chưa? Rồi. Vấn đề nuôi cấy. Nuôi cấy con này có khác gì so với con tả nãy cô dạy đâu? Đâu rồi, tổ trưởng tổ 6 rồi. Alo. Tổ trưởng tổ 6 ơi. Dạ nghe cô ơi. Con này khác cái nuôi cấy khác không tả chỗ nào em? Con tả là nuôi cái ở môi trường, ở môi trường nhân tạo, còn gì Con cái này cầu cũng nuôi vệt cấy ở trên môi trường nhân tạo luôn, con này cũng nuôi cấy trên môi trường nhân tạo luôn. tôi là không có yêu cầu về pH. Gì đó hả? Không có yêu cầu về pH. Ta nó cũng nuôi cấy được trên môi trường nhân tạo nhưng mà cái môi trường này đặc biệt là phải có giàu dinh dưỡng, đúng không? Trong cái dinh dưỡng này phải chú ý là có yếu tố X và yếu tố V, nó bắt buộc á, nó mới hình thành khuẩn lạc được, còn nếu không có thì nó sẽ không hình thành khuẩn lạc được, hiểu không? Về đặc điểm hô hấp là nó sẽ hô hấp theo kiểu hiếu khí là giống tả rồi đó. Về nhiệt độ là nó 35 37 độ C giống tả nè, thời gian để hình thành được cái khuẩn lạc cũng 18 đến 24 giờ. Nhưng mà điểm khác ở chỗ là mình phải ủ CO2 nồng độ dao động từ 3 cho đến 5%, có thể kéo dài tới 10% luôn, có thể kéo tới 10% luôn. Như vậy nó chỉ khác tả ở hai điểm thôi, là về cái môi trường cấy nha. Cái môi trường cấy là môi trường tả là môi trường cái thông thường nhưng mà phải hiệu chỉnh pH từ 8 cho đến 9,5. Còn đối với Hemophilus thì nó phải là môi trường giàu dinh dưỡng, đặc biệt là trong đó nó có yếu tố X và yếu tố V. Nha. Cái điểm khác thứ hai là phải hiệu chỉnh CO2 từ 3 cho đến 5%, có thể tới 10%, được chưa? Còn những cái điểm khác thì nó giống. Được chưa? Để khi mình cấy ở đây cô có chú thích một số cái điều kiện cần thiết để nuôi cấy Hemophilus đây nha. Cái phần này các em có thể lập trên cái Classroom để có sẵn cái phần này, được không? Rồi, ở đây cô có một cái slide cô giải thích là yếu tố X là gì, là hemin, là hematin, nó có sẵn trong hồng cầu.
ít để nó tổng hợp cái men catalaberoxida và các cái cytochrome cần trong cái phát trình là trong cái sử dụng oxy của cái con hemophilus. Còn V là NAD hoặc là NADB cũng sẵn trong tế bào hồng cầu. Tuy nhiên một số loại máu động vật chứa cái adenine có khả năng phản ứng hay ly giải cái yếu tố này. Thành ra là khi mình cấy một số trường hợp mình phải bỏ yếu tố V nhân tạo vào, hoặc là mình cấy con Staphylococcus aureus để nó tạo sẵn cho cái yếu tố V nhé. Nhưng mà chuối mình phải đun lên khoảng 80 độ C 5 phút đó, thì nó mới có khả năng phóng thích ra yếu tố V. Còn mình đổ bình thường thì nó không phóng thích được yếu tố V. Như vậy thì mình chú ý cái phần này. Về cái nữa là khi mình cấy nuôi cấy xong mình nói tới thử nghiệm sinh hóa, thì trong các thử nghiệm sinh hóa thì nó đề cập đến cái thử nghiệm vệ tinh. Nó nói rằng cái con Haemophilus là cái con có khả năng mọc xung quanh đĩa XV, đó, mọc tức là vòi vệ tinh là mọc xung quanh đó, là xung quanh cái XV, tức là nó thể hiện cái việc bản thân con này cần cả X lẫn V. Như vậy thì ở đây khi mình để đặt từng đĩa X riêng, V riêng thì cái Haemophilus nó có thể nằm ở cái khoảng chính giữa V với X khi mà nó phóng thích ra môi trường. Các em có thấy được cái hình cô chỉ với cái mũi tên không ha? Các em có thấy được không? Cái đĩa XV mà có chấm 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 này là vi khuẩn đó, có thấy được không? Đó là cái thử nghiệm vệ tinh nha. Còn ngoài ra nó còn nhiều thử nghiệm sinh hóa khác để giúp mình khẳng định là Haemophilus. Về mặt kháng nguyên hồi nãy cô nói rồi, tất cả các cái Haemophilus đều có kháng nguyên chung cho tất cả. Kháng nguyên K bản chất nó là polysaccharide, thì nó gồm thành phần hexone và bento tạo ra, nó chia làm 6 tiếp A B C D E F, thì trong đó có cái tiếp B nha. Tiếp B á, là bản chất của cái vỏ của nó là polyribosyl phosphate và có dẫn xuất là hexone. Thì cái kháng nguyên này nó thường ứng dụng để sản xuất ra các loại vaccine để mà mình chủng ngừa hemophilus hiện giờ cho các bé nhỏ đó. Đó đó là cái vấn đề quan trọng ở chỗ này ha. Cái này mình phải nhớ nha. Còn độc tố đối với hemophilus thì nó có nội độc tố, đó là thành phần lipopolysaccharide. Lipid là độc tính nè. Protein là saccharide. Thì cái nội độc tố này nó có một cái đặc điểm là nó gây cái phản ứng viêm ở các cái cơ quan nó xâm nhập, ví dụ như ở phổi nó gây tình trạng viêm phổi chẳng hạn. Ở trong dịch não tủy nó gây viêm màng não, viêm não tủy chẳng hạn, còn ngoài ngoại độc tố nữa ha. Lông không bào tử có thể có nang hoặc là không. Nuôi cấy ở đây có hai điểm khác là phải có X, có V và có nồng độ CO2 5 đến 10%. Cái nữa là về thử nghiệm sinh hóa thì là thử nghiệm vệ tinh, là thử nghiệm đặc hiệu giúp cho mình khẳng định cái khuẩn lạc đó phải là Haemophilus influenza không hay là Haemophilus khác. Thì khi nào các em đi da liễu thì các em sẽ có một cái con Haemophilus khác, đó là Haemophilus Duchenne nha. Còn đây mình đang học là Haemophilus influenza nha. Là con cần cả X và V, còn Duchenne thì chỉ cần một trong hai cái, không phải cả hai. Kháng nguyên chung cho tất cả các nhóm Haemophilus là O, kháng nguyên riêng từng nhóm thì là K. K đây là có 6 6 tiếp A B C D E F, trong đó có tiếp B là quan trọng, là cơ sở để mà người ta chiết xuất ra cái kháng nguyên để hình thành cái vaccine phòng ngừa hiện giờ và có độc tính nó cao. Về độc tố có nội độc tố và ngoại độc tố. Nội độc tố thì thường nó gây cái tình trạng viêm, còn ngoại độc tố nó gây nhiều phản ứng nha. Thì ở đây mình coi về hai la mã là khả năng lây đường qua đường hô hấp, qua tiếp xúc trực tiếp, qua giọt bắn rồi đó. Về cơ chế gây bệnh thì thứ nhất ta đề cập đến đó là polysaccharide gây tình trạng viêm ở các cơ quan, tức là nó xâm nhập vào chỗ nào thì nó gây tình trạng viêm ở đó. Cái thứ hai là cái kháng nguyên nang, nó nếu như nó là Haemophilus tiếp B thì nó chứa dẫn xuất là nam C, còn nếu các tiếp
dẫn xuất là 6C, nó sẽ giúp cho cái con hemophilus nó tấn công, nó thoát khỏi cái sự tiêu diệt của các cái bạch cầu có sẵn trong cơ thể của mình, và giúp nó né tránh cái hoạt động của cái hệ thống bổ thể bảo vệ cơ thể mình để nó có khả năng cơ thể mình. Cái thứ ba nữa là cái bili của cái con hemophilus nó bám dính vào trong cái niêm mạc đường hô hấp và tạo điều kiện cho sự ký sinh. Đó là cái enzyme urea protease nó phân giải urea gây suy giảm miễn dịch có sẵn trong cái cơ thể của mình và tăng khả năng nhiễm hemophilus ở các cái cơ quan khác nhau. Như vậy ở đây là cái cơ chế gây bệnh thì nó nằm một trong bốn cái này, hoặc là đồng thời hoặc là một phần trong cái bốn cơ chế này. Về lâm sàng thì hemophilus gây nhiều bệnh cảnh lắm, viêm mũi họng, viêm xoang, này viêm phổi, màng phổi, viêm nắp thanh quản, này viêm màng não mủ, rất là nhiều bệnh cảnh lâm sàng. Cái đối tượng nó gây bệnh thường là trẻ nhỏ và người già. Về khả năng miễn dịch, tức là khi mình bị nhiễm hemophilus thì cơ thể mình sẽ tạo đáp ứng miễn dịch cách tạo ra cái kháng thể kháng nguyên nang á, chống lại với con hemophilus. Đối với những cái trẻ dưới 3 tháng tuổi thì nó được thừa hưởng cái kháng thể từ mẹ truyền sang đó, sau đó nó sẽ giảm dần cái lượng kháng thể này. Còn người lớn mà đã nhiễm hemophilus hoặc các tác nhân hoặc các cái vi khuẩn khác có yếu tố kháng nguyên tương tự sẽ có miễn dịch thụ động chống lại đối với hemophilus. Về xét nghiệm vi sinh hỗ trợ thì ở đây á, là mình xôi tươi mình nhuộm ra, mình thấy có trực khuẩn Gram âm nó ngắn hoặc là cầu trực khuẩn Gram âm. Mình nuôi cấy thì mình ra một cái để mình làm thử nghiệm vệ tinh và mình khẳng định tên là Hemophilus influenza. Thì các em có thể tham khảo cái kháng sinh đồ mà cô đã up lên trên cái Classroom á, là CLSI 2019. Thì trên CLSI 2019 này thì các em khoảng giữa cuốn á thì nó có cái phần hemophilus, thì trong đó các em sẽ coi được là các cái nhóm kháng sinh nào để điều trị hemophilus và hiện giờ nó còn hiệu quả đối với nhóm nào. Và em tốt nghiệp vài năm nữa thì cái kháng nó cũ rồi thì các em lại up cái bản CI mới để mà các em theo dõi về các cái loại kháng sinh điều trị từng mẫu bệnh phẩm nha. Rồi cái nữa là mình ở đây mình có thể định tiếp coi nó A, B hay cái tình trạng kháng thuốc của nó đối với hemophilus. CLSI 2019 nha ha. Cái bản 2020 cô chưa có rắc được. Hồi trước đó thì nó thường up là hiệu lên mạng rồi sau đó mình download về mình đọc, nhưng mà sau này thì do đến đề bản quyền nó in cái bản mười chín này ha. Về phòng thì hiện giờ đối với nó có vaccine thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai. Thì thế hệ thứ nhất đó thì nó tinh chế từ cái vỏ virus tác đến miệng trẻ trên kém mà nhỏ hơn. Thế hệ thứ hai thì nó tế tạo bằng cách gắn cái kháng nguyên nang với một cái protein, thì những cái trường hợp này nó tạo được miễn dịch tốt ở những cái trẻ nhỏ từ 3 đến 2 tuổi, 3 tháng đến 2 tuổi. Nó khắc phục được cái nhược điểm của cái thế hệ thứ nhất. Còn điều trị thì mình sẽ điều trị theo cái kháng sinh đồ thôi ha. Chứ mình không học cụ thể từng cái tên kháng sinh. Rồi đó là những cái nội dung chính trong cái phần mà hemophilus, thì các bạn có hỏi cô gì không?